mong em mơ. Chờ người đến để say lắm đã đi không suy nghĩ. Là từ ngày nắng kia đêm sợ vì nụ cười anh ghé qua. Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Emily Ohio. Và hiện tại thì mình đang ngồi ở một quán cà phê. Nói chung là quán này mình sẽ đặt tên nó là quán cà phê tuổi thơ. Và vì sao mà mình đặt tên nó như vậy thì mọi người hãy xem hết vlog. Đây là cái menu của quán cà phê 2 nha mọi người. Đây là cái tầng 2. Đứng trên nó có một cái tivi cỗ nha. Nói chung là tầng 2 như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ xuống tầng 1. À, tầng 1 nha mọi người. Mọi người có biết trò chơi này là trò chơi gì không? Và đây, gian hàng tuổi thơ. Đó, chuyện tranh nữa nha. Cái gì đây, cọc cái bảng này. Mình chạm đầu thì sẽ thấy mấy cái đĩa này. Chạm đầu rồi mang vào kia tính tiền. Nói chung là giá tiền cũng là 5k. Cộng cái 15k. Nói chung toàn 5k, 10k. Đó. Chơi tuổi thơ. Trước mình hay chơi trò này nữa này. Cầu cá nữa. Trời ơi, bé trời. Ôi vui. Ôi no, có hết, nói chung là có hết luôn. Bây giờ thì mình sẽ chọn những đồ mà mình thích. Thật tuyệt vời. Bây giờ thì mình chọn đồ nữa nha mọi người. Ê, mọi người biết chơi trò này không? Lắc. Bóng bay nữa. Bây giờ chọn đồ nha. Bây giờ sẽ lấy một hộp này. Tôi lấy dầu đấy. Ôi thạch dương xưa mọi người. Lấy hai cái này đi. Trời đất ơi. Quá trời kẹo luôn. Sô-cô-la. Lấy đây nữa gì. Anh thì tông chạy em. Chính mình và quán cà phê này có địa chỉ là ở
115/147B Lê Văn Sĩ, phường 13, quận Phú Nhuận. Nó ghi ở trên trên cái bìa cận